Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh TK Food của mình, kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Hôm nay mình sẽ làm một cái món cơm chiên hải sản ha, đúng điệu Nam Bộ luôn. Thì nhìn có hạt cơm nó thơm ngon và có cái màu vàng óng ánh, màu xanh là màu của hải sản rất là đẹp. Để làm được cái món này thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu. Rồi, mình để làm cái món cơm chiên hải sản á các bạn, thì mình đã có chuẩn bị sẵn các nguyên liệu ha. Ở đây thì mình cho 4 người ăn cho nên mình cần 3 trứng tôm đầy, mà loại gạo khô nha các bạn. Ở đây mình chọn loại gạo tấm mà gạo khô ha, các bạn đừng chọn loại gạo nha. Ở đây thì hải sản thì mình có mực, nang và tôm. Thì ở đây không mất thời gian thì mình đã chế biến sẵn, là mình cắt ra nhỏ nhỏ như thế này luôn các bạn ha. Đó. Những cái công đoạn thì mình không giới thiệu nữa, tại vì sẽ làm mất thời gian xem video và làm cho video nó dài hơn. Hai là mình cần có 2 cái trứng, và ở đây thì mình cần có 1 cây xúc xích và mình có ít cho lụa. Và ở đây thì có củ cà rốt, dưa leo. Ở đây thì mình có hành băm. Để không có mất thời gian mọi người xem video và làm cho video nó dài thì mình đã chế biến sẵn các hạt lựu nha. Mấy cái này mình cắt hạt lựu hết. Ở đây mình cần có tỏi ha, củ tỏi nguyên ha, dầu ăn, hành lá, ngò rí và các gia vị thông dụng như là cà no, đường, tiêu, dầu hào, bột ngọt. Ở đây thì đặc biệt thì mình không có dùng màu, nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng màu ở nghệ. Các bạn thấy người ta dùng bột nghệ á, nó hôi lắm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để dùng một cái màu nghệ cho nó tươi. Thì chúng ta sử dụng cái nghệ tươi này nha, để mình lấy cái màu cho nó thiệt là ngon ha, mà nó không hôi nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm đi các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ chế hết 2 cái trứng này vô đây. Các bạn phải chế trứng trực tiếp vô đây, để làm cho cái trứng này nó tan ra và nó hòa lẫn vô cái cơm này nè, làm cho cái cơm này nó có vị béo nha. Và ở đây thì trong quá trình ấy thì các bạn cho mình niêm ít một niêm đây chứ gì đây nha các bạn. Các bạn cho hết một niêm này đi ha. Các bạn quay đều lên cho mình. Mình bắt bếp ga lên đấy các bạn ha, mình cần cái chảo mình cho ít cho ăn vô, và mình sẽ cho một ít hành băm vô đây. Để khi á mình đầu tiên là mình phải xào cái hải sản trước ha. Rồi mình xào cái hải sản trước nha các bạn. Rồi cái hải sản này thì mình cho một ít đường ha, 2 muỗng cà phê đường. Chúng ta cho hết cái phần dầu hào, khoảng 3 muỗng cà phê dầu hào vô đây. Dầu hào thì nó làm cho chúng ta cái hải sản chúng ta thơm lắm. Chúng ta cho ít bột ngọt. Và ở đây thì chúng ta cho tiêu vô. Ở đây mình đừng cho nước mắm nha các bạn, tại vì các bạn mua hải sản các bạn cho dầu hào thôi, chứ các bạn cho nước mắm nhiều khi nó mặn quá, cơm chúng ta nó mặn ha. Rồi các bạn cũng có thể cho thêm một ít cà no vô đây. Rồi mình cứ để xào vậy đi, để cho có màu ha. Mình cho ít xíu cà no thôi. Rồi sau khi hải sản nó săn rồi đó các bạn, mình cho cái phần này vô luôn ha. Rồi mình cho hết cái này vô, mình xào cho nó chín ha. Là nó chín vừa tới đó các bạn, cho mình mấy giọt chanh nha. Cái chanh này thì mình cũng nói đi nói lại là không có làm cho cái gia vị chúng ta chua, mà nó tạo ra một cái mùi hương và giữ được cái mùi hương của gia vị cái thực phẩm chúng ta rất là đặc biệt nha. Mấy giọt chanh nó ít lắm, nó không làm cho chua nổi đâu. Giờ sẵn xong các bạn, mình đổ ra cái dĩa nha. Tiếp tục mình cho ít dầu ăn vô đây. Thì ở đây là mình sẽ cho cái phần nghệ tư mình băm nhuyễn nè, mình vô đây mình phi cho cái nghệ này nó thiệt là vàng. Xong cái mình tắt ra, mình vớt cái nghệ này ra, mình chỉ lấy cái màu của nghệ thôi. Mình vớt hết cái nghệ ra và mình lấy được cái màu nghệ nó tươi như là ha. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết cái phần củ tỏi và hành băm vô đây, chúng ta phi cho nó vàng lên, chúng ta đổ cơm vô, chúng ta chiên.
Đó các bạn thấy không, nó sẽ lên một cái màu rất là tươi, rất là đẹp, nhưng mà nó không có hôi. Các bạn dùng cái nghệ bột đó, nó hôi lắm, ăn nó hôi lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ cơm vô. Chúng ta sẽ đổ hết cái phần cơm này vô các bạn ha. Chúng ta chiên. Ở đây chúng ta chiên ở trên cái lửa lớn nha, để cho cơm này nó rút nó khô lại. Chúng ta sẽ dùng đũa chúng ta quậy cái lửa lớn. Lửa thật là lớn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy không, cái hộp cơm của mình nó rất là vàng, rất là khô ha. Tại vì mình dùng lửa lớn nó sẽ cháy, cái hộp cơm mình nó sẽ trở nên giòn. Và ở đây thì cơm nó đã chín rồi thì mình sẽ cho cái hải sản vô. Các bạn lưu ý là các bạn cho hải sản nhưng mà các bạn đừng có cho nước hải sản vô nha. Cái phần nước á mình cho vô nó cho cơm nó sẽ nhão ha. Nhão mà nó không ngon nữa. Ây da, nóng quá. Rồi mình vớt, nhớ chắc cái nước này ra nha các bạn. Mặc dù nước này rất là ngon nhưng mình cho vô cơm là cơm nó bị nhão. Rồi chúng ta sẽ cộng đều lên một lần nữa, khoảng 2 phút 3 phút nữa cho cơm nó khô ha. Ở đây mình bỏ hải sản vô thì nó sẽ có nước thì nó hơi nhão một chút. Chúng ta dùng lửa lớn chúng ta chiên 20 phút nữa ha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho hết cái hành lá vô. Hành lá ngò rí này vô chúng ta cho đều lên. Rồi thôi chúng ta xong, vậy là xong rồi các bạn. Xong rồi các bạn, các công đoạn mình đã làm đầy đủ hết rồi ha. Bây giờ thì mình đã xếp ra một cái đĩa này, các bạn thấy không? Hộp cơm rất là ngon ha, rất là tươi. Cái màu vàng của nghệ thì đúng chuẩn luôn ha. Thì hôm trước thì mình đã làm cái cơm chiên Dương Châu rồi, nhưng mà mình không có dùng cái màu nghệ này, mình dùng cái màu của trứng luôn. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp hai cái vô một để cho các bạn biết, nếu mà các bạn thích làm màu nghệ thì các bạn nên dùng nghệ gì. Chúng ta nếu mà dùng màu nghệ để cho có màu nó tươi đẹp hơn á thì chúng ta nên dùng cái nghệ tươi và thắng cái nghệ đó, lấy cái màu chúng ta bỏ sát nghệ đi ha, để tránh cái mùi hôi trong cái cơm của chúng ta. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một cái món cơm rất là đơn giản, trong vài phút mình có thể làm ra được một nồi cơm rất là ngon. Nếu các bạn thấy cái video clip này hay ý nghĩa thì hãy like, share và comment bên dưới nếu có gì thắc mắc, và đặc biệt là hãy đăng ký cái kênh để ủng hộ mình và nhấn cái chuông ở bên phải để nhận được những thông báo mới nhất về những cái video clip của mình nha. Hãy cho mình nhiều động lực hơn để phát triển nhiều video hơn, hay hơn, tốt hơn. Chúc các bạn thành công, ngon miệng nha. Chào các bạn.